ép siết rất điểm luôn, đi theo vòng cung như này. Đấy, ép chặt siết kéo rất điểm luôn. Bài thay đổi số trên đường bằng là bài bài tăng tốc đấy, là nó đòi hỏi tăng số phải nhanh. Nó chạy theo một rãnh thôi chứ không phải nghỉ ở đâu cả. Rồi đi nào, đây trước khi mở côn ga nhẹ đây, ga tầm kéo lên hơn một rồi, bắt đầu côn nới một nửa. Một nửa đấy là gì? Là khi xe chuyển bánh là thôi, mở côn nào. Đấy, xe chuyển bánh là giữ im không mở nữa. Sau đấy là bỏ ga, bỏ ga đấy, đi hoàn toàn điều tiết bằng chân côn thôi. Đỗ sau nào, cái này nó không cần thiết phải ga. Khi nó chuyển bánh rồi, nó có đà rồi là cứ đi bằng côn. Bác đỗ cách cái vạch trắng kia tầm 3 mét. Rồi ở tầm này dừng lại, không xa quá mà không gần quá nhá. Lần sau tiến lên tầm độ khoảng gần gần đuôi xe, đuôi mũi tên, đầu xe gần tới đuôi mũi tên nhá. Thì cách nó cũng tầm độ khoảng 2 mét rưỡi là vừa, chứ đừng xa quá. Vì sao? Xa quá thì là quá 20 giây mình không vượt qua được cái vạch trắng kia là trừ 5 điểm. Quá 30 giây không vượt qua vạch trắng trượt luôn. Nha. Đấy, đấy là nội dung trừ điểm của bài này. Xe số 7 xin chào mừng bạn đến với hệ thống sát hạch lái xe tự động. Xin mời bạn. Thôi cháu không phải đi làm mẫu nhá. Bác cứ đi thôi nhá. À, cái sinh nhan trái đầu tiên, đi đi. Đấy, sinh nhan trái đầu tiên nó tính toang tắt luôn. Nghe này. Rồi. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Càng chậm càng tốt, càng chậm càng chính xác. Không còn chân ga nữa. Không ga thì phải đi hoàn toàn côn, thậm chí còn già phanh là. Cái này đỗ. Đã hết côn, căng chân côn ở kia. Vạch vang, vạch vang. Dừng xe chưa đến vị. Không, ai lại tính tay gương. Tính cái vạch dán đây này, trùng với lại cái vạch vàng ở dưới đường. Nhá. Đây này, chưa 5 điểm. Còn đây này, đây là tổng thời gian. Đây là gì? Tên bài. Đây là tổng điểm, đây là lỗi trừ điểm. Tiếp ra là đấy, có 4 nghĩa ổn. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng và khởi hành xe ngang dốc. Đạp côn phải hết sức chú ý vào cái vạch. Rồi, ta bắt đầu ga. Ga nhẹ lên, phanh tay trực dẫn đi. Ga nhẹ lên 2000. Ấy, đạp côn vào, đạp côn. Đạp côn vào ga trước đã. Ga trước, ga tầm 2000, giữ im. Giữ im bằng ga, nào. Rồi, côn nới nhẹ nha. Ga tiếp lên. Côn nới một đời ra. Rồi, giữ im trên côn, nhả bánh tay xong. Tiếp ta vào. Không được mở thêm côn. Không được mở thêm côn, mở thêm côn là chết máy. Nào để đi. Hết thời gian rồi. Đã qua 30 giây. 30 giây trượt luôn. Kéo bên tay đi, làm lại đi. Đây nha. Bác nghe từng câu một này. Ga nhẹ lên tầm 2000, giữ ổn định chân ga. Nào. Rồi, bắt đầu mở côn ra. Mở côn đến khi đầu xe nó hơi ngóc lên, giữ im trên côn, nhả bên tay xong. Giữ im trên côn, giữ im trên côn, tiếp ga vào. Nới nhẹ nhàng. Đấy, chính là bài đề 3 này. Quan trọng nhất là mình phải giữ được cái chân côn trong cái thời điểm đấy. Sau đấy là gì? Nhả phanh tay. Nếu ta có tiếp thêm ga thì tiếp từ 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 để cho xe lên. Và con nới thêm côn thì cũng là nới thêm từ từ thôi, chứ mình mở bụp cái là nó chết. Thôi đi. Ôi giời, còn 65 điểm này. Kệ nó. Mình ôn. Đấy, bài đề 3 là cái gì làm trước, gì làm sau mình phải nhớ. Đầu xe tới chữ B kia, bắt đầu vào. Đầu xe tới chữ B vào luôn. Đừng đợi tay gương nó hơi muộn. Đấy. Rồi, không lấy dần. Nào, trả dần đi, trả dần là vừa. Đấy, cứ trả dần đi. Đấy, bắt đầu điều chỉnh đi. Đấy, mấy chấm trắng dưới đường tạo thành một đường thẳng. Nếu mà lốp nằm ngoài hai cái vạch đấy là trượt luôn. Còn chèn vạch thì trừ 5 điểm thôi. Đến đây tốc độ nhanh quá, đạp bớt côn mà. Tai gương vượt qua, vượt qua đã. Rồi hết lái. Tai gương vượt qua góc nha. Đạp côn vào, đạp côn vào, hết lái đi. Đấy, nới côn nhẹ nhàng.
tay gương vượt quá cả 1,5 rồi vẫn chưa lấy được. Ừ. Cho nên là gì, tốc độ nhanh quá. Ừ. Vào bài này tốc độ chậm thôi. Mà muốn chậm thì là gì, đi bằng côn. À, đi hoàn toàn bằng chân côn. Ừ. Mà giống cua lấn vạch, cái vạch này cho vào giữa xem. Rồi đấy. Quay co à. Đấy, bám theo lưng của nó nha, bám theo đều lưng, nhanh quá đạp hết con rồi. Bánh xe đè vạch này đúng phải đi mấy tiếng đi cua sớm. Mà giọng cua bám theo lưng của nó, thế nào gọi là lưng. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Xe này đi. Xe lái của mình nặng chịch. Này phải đúng lại. Cái xe 5 mét này không lỗ xa mũi tên ra, dừng lên. Tất cả 4 điểm ngã tư là bác phải nhìn thấy gì, nhìn dưới đuôi mũi tên dừng lại. Ừ. mũi tên nó thập thò ngay chỗ đầu xe là phải dừng lại. Ừ. Đừng để nó khuất. Ừ. Đấy là loại như thế, khuất là hỏng, khuất là mình đã vượt quá rồi, là dễ bị mất 5 điểm. Không nào đây, đúng đèn đỏ gì đó. Bài thi tiếp theo, bài thi hết xe dọc đèn đỏ rồi. Ừ. Nào, không có chú ý vào. Là ông nào ơi dẫn chắc là cái ông gì đòi chọc chọc ấy. Phong chọc. Ờ. Người cao cao đấy nhỉ? Không cao mà ở Hà Nội ấy. Quản lý thiếu này ghi nhầm đây này, 8 giờ đến 9 giờ. Ừ. Đấy đúng ra của nó là 8 giờ đến 10 giờ, 2 tiếng. Mở rộng cua ra thì vào chuồng. Ừ. Chậm nhá, tai gương này, tai gương vượt qua giữa, vượt qua khoảng giữa. Đấy, rồi bắt đầu lấy vào. Mở côn thôi, không cao. Không cao chút nào đấy. Đấy, trả dần thôi. Cân chỉnh làm sao cho thẳng xe. Tai gương tới giữa chuồng, bắt đầu hết lái lên. Hết, mắt nhìn đuôi xe. Tới đúng cái chấm ấy thì dừng lại. Vượt quá rồi này. Tới cái chấm giữa chuồng cơ mà, dừng đi. Gần như là chạm vạch trên này rồi đây này. Nhìn thấy không? Có tháp bá không? Ở giữa chuồng nó có cái viên gạch đặt như thế kia kìa. Ừ. Thì trùng với đuôi xe là mình phải dừng lại. Ừ. Bác đỗ như này là quá rồi nào. Đấy đi, đuôi đi. Không ép à, đấy ra nhẹ xuống không lấy tên vòng này.
Mở côn. Mở chậm thôi, mở chậm thôi. Vừa mở vừa nghe xem. Xe êm như là chết máy ấy. Gì? Qua cái đầu góc này hết lái ra nhá. Người mình vượt qua cái bờ này khoảng 30 phân đấy hết lái ra. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Cái quan trọng là mình thắng được bài thứ ba. Đi luôn, đi luôn. Phải làm gì? Xin nhan. Rồi, nhiều nó, chậm được. Đừng dừng, cứ đi cho trôi bình thường. Nào, phanh lại, dừng lại. À, nào, lưỡi côn dần ra. Ra lên, chết máy, biết ngay mà. Cứ bình tĩnh thôi. Nào đi. Trước khi mở côn ga nhẹ lên, bình tĩnh thôi. Vì nó cố tình đi là phải nhường cho nó. Nó là thằng đi thẳng. Đấy, đi thi cũng có xe như thế đấy. Chứ không phải không đâu. Đấy, tính bắt đầu từ mũi tên sau ngã tư trở đi nhá, là nó xảy ra tình huống. Đấy, mình phải chú ý. Nó hú lên cái là phải đạp côn dừng lại, bật đèn. Không thì không thực hiện được bài này là nó trừ 10 điểm. Trừ 10 điểm đấy. Đấy, khi dừng được rồi bắt đầu nó pip cái mình tắt đi, mình bắt đầu mình được phép lăn bánh. Vừa lăn bánh vừa tắt là nó cũng trừ điểm. Đấy, cái gì làm trước làm sau là phải nhớ. Nó hú lên đạp côn dừng, bật đèn. Đợi khoảng 4 giây nó pip cái tắt đi, bắt đầu lăn bánh. Đấy, con bài này đỗ phải chuẩn này. Cái sit top này sit top thứ 3 này. Đầu phải nghiêng hẳn vào đây. Đầu nghiêng vào vô lăng này thì đỗ mới chuẩn hơn. Non đấy. À, cái này phải thắng đây đúng không? Ừ, đi. À, tiếp ga vào trước khi mở con tiếp ga. Bài thi thay đổi số, bài tăng tốc này bác đã hiểu chưa? Chưa hiểu lắm. Không hiểu bài này thì đỗ sát vào cái vạch liền. Vạch liền, vạch trắng. Rồi, trả lại đi. Sát thôi, đừng chèn vạch. Nào, dừng đi. Dừng giới thiệu bài này. Bài này nó yêu cầu là tăng từ số 1 lên số 2. Và số 2 trở về số 1 nhá. Trước cái biển đỏ. Và yêu cầu của nó là phải đạt được tốc độ trên 24 km/h. Tính từ biển bắt đầu tăng số tới biển xanh. Đến biển xanh. Rồi, thì muốn đạt được tốc độ ta phải tạo đà. Nào, đà này. Đà này. Mở côn. Ga nhẹ lên, mở côn. Tay số chuẩn bị. Nhá, nào, ga lên. Ga lên. Ga lên thì gọi là tạo đà đấy. Lúc nào nó tính toàn là đạp côn tăng số. Nghe này. Rồi, đạp côn. Vút. Vút. Rồi, phanh từ từ. Không, đừng phanh ở đây. Đỗ trước biển này 2 mét, dừng đi. Đấy, tầm này bắt đầu mới dừng. Cài về số 1 đi tiếp. Dừng luôn hẳn tại đấy được à? Dừng đàng hoàng lại, cài về số 1 đi tiếp. Chứ đừng có dừng ở giữa đường nhá. Dừng là dừng trước biển này tầm 2 mét đến 3 mét là cùng thôi. Sau đấy cài về số 1 đi tiếp. Chẳng tình huống này. Đấy. Không cần phải làm thế. Cho nên là biết tình huống chưa xảy ra ta phải đề phòng. Cứ đàng hoàng dừng sau bắt đầu mới bật. Mà nguyên tắc bật là gì? Phải dùng một ngón tay. Không được dùng hai ngón tay, ba ngón tay nữa nha. Dùng một ngón tay nó chuẩn hơn. Thì này. Đấy. Tắt này. Chứ dùng ba ngón tay nhiều khi nó nháy như này là nó trừ 10 điểm đấy. Dùng ba ngón tay không chuẩn. Mà cứ đàng hoàng thôi. Mà muốn đàng hoàng được thì là gì? Ta phải đi chậm. Đầu phải nhớ bài. Trường hợp đó là phanh trước sau đó mình ấn đèn rồi. Phanh đứng lại, nhắn hú lên cái đạp côn dừng lại. Vâng. Bật đèn. Trong khoảng 2 giây thực hiện được. Đấy. Sau đợi bao giờ nó pip ấy, tắt đi tiếp. Thế thôi. Không cần xin nhan, bác tắt đi.
bác nhớ những chỗ bắt buộc. Từ nãy giờ là hai cái xi nhan rồi đúng không? Ừ. Hai xi nhan đấy là gì? Xi nhan trái. Trong bài này mình chỉ có 3 bài, 3 lần xi nhan đúng không? Bây giờ bắt đầu là còn hai xi nhan phải nữa là về kết thúc. Đấy, tổng số là 4 xi nhan. 4 xi nhan. Hai trái đầu tiên và hai phải cuối cùng. Đấy, chính hai phải bây giờ đây này. Một cái qua ngã tư và một cái về gì? Đấy. Kết thúc. Xi nhan dẫn đi cho nó đỡ quên. Rồi đi luôn. Đèn xanh là đi luôn nhỉ? Đi luôn, xanh là đi, đỏ là phải dừng lại. Mà nguyên tắc khi đi thi nhá bác nhá. Dặn bác một câu này. Tất cả buôn điểm ngã tư là rất nhiều xe thi. Mà rất nhiều xe nó đỗ nhá. Mình không được theo đuôi một con nào hết. Mình không theo đuôi họ nhá. Mình không được bật xi nhan vội, bác tắt đi. Sao lại cứ làm bậc thế nhỉ? Đâu vẫn bật xi nhan kệ nó, tự nó tắt à. Đến đây lấy thẳng xe bắt đầu gì, bật xi nhan cuối cùng bật lên đấy, thế là xong à. Hết bài đi đi, không được tắt, không được dừng kệ nó, không phải nghĩ gì nữa, không được tắt. Tổng số 4 bác Thiện nghe này, tổng số 4 cái xi nhan, duy nhất cái xi nhan trái ở điểm xuất phát là tính toàn là tắt luôn. Ừ. 3 xi nhan còn lại không được tắt nhá. Ừ. Đấy. Thế thì mình phải nhớ là 4 cái xi nhan là như thế. Còn lại là vừa nhắc đi đi. Đấy thì tự nó tắt đấy à? Đấy thì chả vô lăng nó khắc tắt. Bên lái nó tự tắt. Không nghĩ gì cả. Đúng rồi. Thế nên đang nhắc dở cái 4 điểm ngã tư. Mình hết cua là khi đi thi là rất nhiều xe nó thi. Thế mình không được theo đuôi một con xe nào hết. Ừ. Bác nhá. Mà mình phải dừng lại, mình chờ nhịp đèn xanh của mình. Nhịp đèn xanh cái giây đầu tiên mình bắt đầu mới khởi hành đúng không? Ừ. Rồi đi đi, ra điểm xuất phát. Vì bác theo đuôi họ là bác chết ở ngã tư đấy. Là chờ luôn đấy.